Sau chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20 tháng 3 cho biết đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc họp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Chuyến công du đầu tiên tới châu Á của Ngoại trưởng Tillerson kể từ khi nhậm chức đã kết thúc với những lời nói nồng ấm từ ông Tập, một thỏa thuận hợp tác Mỹ-Trung về vấn đề Triều Tiên và gác lại những vấn đề phức tạp hơn. Hai bên dường như đã đạt được một số tiến bộ, bỏ qua một số khác biệt về những vấn đề khó khăn, ít nhất là trước khi có một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Trump, có thể là vào tháng tới tại Hoa Kỳ. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, trong chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Tillerson, cả hai bên đã có một cuộc thảo luận sâu về việc tổ chức một cuộc họp sớm giữa hai vị nguyên thủ quốc gia và bắt đầu công việc chuẩn bị có liên quan, nhưng không cho biết chi tiết về ngày giờ của cuộc gặp.